Xin chào quý vị và các bạn, mình là Bùi Hiếu trên sửa chữa lắp đặt đồ điện ô tô. Bên đây mình đang nhận sửa cái con Lexus RX 350 đời 2012 và nó đang bị lỗi đĩa. Bây giờ là chuyển sang đĩa, nó đĩa nó không nhận. Đây, cho đĩa đút vào nó không nhận đĩa này, không nhận đĩa. Đấy, hiện tượng này nó đang bị chết cảm biến, chết cái con cảm biến mà cho đĩa vào nó không nhận, không nó không báo về hệ thống máy là đã có đĩa bên trong rồi, cho nên là nó không nuốt đĩa. Các bạn có thể nhìn thấy. Để sửa con này thì phải tháo ra. Thì nữa mình đã tháo từ trước rồi, mình quên chưa quay cho các bạn. Tí nữa mình sẽ quay cho các bạn xem, mình sẽ chuyển cái đấy lên đầu để quay cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn. Sau khi mình sửa nó đã chạy rất là ngon rồi. Nó bị hỏng cái cảm biến quang này này. Đây này. Mấy cái này là cái bóng cảm biến quang. Ở dưới nó có một cái đèn nó chiếu lên. Thế là đĩa đi vào cái vị trí đấy, đây này. Đó, đĩa đi vào cái vị trí ấy. Nó nhận, nó nuốt đĩa vào ngay. Nó chỉ vì nó hỏng cái bóng cảm biến quang đấy, nó không cảm nhận được đĩa đưa vào nữa. Thế là nó không chạy. Cho ra đĩa vào là tốt rồi. Cái này nó cảm biến bằng ánh sáng chứ nó không cảm biến bằng công tắc cơ bình thường. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái bóng hồng hồng không? Bóng hồng hồng đây này, đó. Chính là cái bóng quang đấy. Quang khi đĩa nó che này cái mắt đấy, che cái mắt hồng hồng đấy. Là nó báo hệ thống là đang có đĩa bên trong, motor nó chạy.